Em chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị cách sử dụng của bàn nhạc kèm tủ lạnh Casio. Ở bàn nhạc thì chúng ta sẽ có hai ngăn tủ lạnh. Hai ngăn tủ lạnh này mình có thể cài đặt được hai nhiệt độ khác nhau. Thì ở trên này em có bảng điều khiển để cài đặt được nhiệt độ. Chúng ta ấn vào ngón nút hình bông hoa hai lần. Ở đây mình sẽ có nét dry, thì nét điều chỉnh được nhiệt độ ở bên ngăn tủ bên trái. Ở ngăn tủ này thì chúng ta sẽ cài đặt được nhiệt độ từ 3 độ cho tới 8 độ. Dry mình sẽ cài đặt nhiệt độ từ 6 cho tới 12 độ. Sau khi anh chị cài đặt xong thì bàn nhạc sẽ tự set nhiệt độ cho mình theo cái cài đặt mà nhiệt độ mà mình cài đặt. Ở đây thì mình sẽ có thể sử dụng được nhạc. Bàn nhạc này thì khi mà mình muốn sử dụng nhạc thì anh chị ấn hai lần vào nút nhạc và sau đó anh chị kết nối trên qua Bluetooth cho em. Anh chị kéo xuống dưới thì khi thiết bị có chữ T3 thì anh chị kích vào đó và kết nối. Với bàn nhạc mình có thể chỉnh được các loại nhạc mà mình ưa thích. Jazz, rock, film, auto. Ở đây mình có thể tăng giảm âm lượng hoặc tắt âm. Em thử mở nhạc cho anh chị nghe. Anh nghe nhạc đi. Anh chị có thể tắt âm ở đây. Anh chị bật lại. Ở đây mình sẽ có một cái đèn, cái đèn led như thế này. Thì anh chị muốn sử dụng thì anh chị bấm vào nút đèn này. Anh chị bấm một lần là tắt, ấn thêm một lần nữa thì sẽ bật lên. Ngoài ra thì bàn nhạc có thêm sạc không dây. Anh chị chỉ cần đặt điện thoại của mình lên trên bàn, nó sẽ sạc cái điện thoại cho mình.